Ok, bác con đấy. Ui dồi, Rồi, bác con con luôn. à. Tên này thì hy vọng là con A-Shock của mình nó sống cuối nó MVP thôi. Clear dàn tanh lẹ lên. Rồi, ok, trông thắng rồi Ôi thắng rồi này. đấy. Ừ, Ô, ui luôn đâu vai cả lì. thắng. Ảo thế nhở. Ui, di sản Surima là sao vậy anh nhở? Cái đấy lở đó em ơi, roll cái đấy đầu tiên đi. Cung này cũng không tạm được này. Em roll lõi 2 đi. Em roll lõi 3 luôn đi. Ồ, chắc em lấy cái cung. Ui. Em lấy cái đấy thì em phải bán tướng thật là nhanh đấy, không em bị thọt đấy. Lấy cái lõi 3 cũng được, lấy lõi 3 cũng được, xong em bán luôn con Ori với cả con Naafiri cho anh. Bán... đừng nhặt. Đừng nhặt, bán Ori với Naafiri đã rồi mới nhặt. Đây ạ. Ờ, Naafiri nữa. Ok, nhặt đi. Ok. Ui, bán mất con Ori nhỉ. Ờ, thật rồi, cho con Grey với Echo vào đép em. Ok, vẫn là tạo lên trên. Echo tiền luôn đi. Tên này mình bán con Veo Code đi. Rồi, ok. Thế đã. Có thể là nếu như mà đồ đẹp ấy, bây giờ mình mở đe đi. Nếu như mà đồ đẹp thì mình sẽ đánh một bài Jin Reroll. Mở đe đi, xong rồi găng không? Mở ba cái đe đồ đi em. Găng đi. Rồi, mở đe thứ hai đi. Mở tiếp đi em ơi, mở đe tiếp đi. Lấy một cái găng nữa đi. Raul này. Check xem nào, check Raul xem nào. Raul hóa khuẩn à, đánh bút không lợi lắm. Tên này em bán Karma với cả con Katarina đi. Ok được rồi, eco tiền đi để mình roll. Lắp cái hóa khuẩn tạm vào người của con Dinh. Rồi ok, tên này em lắp một cái nắm đấm. Trong Gray, trong Gray, nắm đấm. Đây ạ. Rồi ok. Bàn tay công lý ạ. Đúng rồi, bàn tay công lý, nắm đấm đấy. Lắp luôn một cái, em mở cái đen cuối đi, xem người ta cung không. BF đúng không, thì em lấy BF đi. Xong em làm một, lấy BF em làm một cái truy xuyên phá luôn đi. Trong Gray, đai máu với cả găng. Trong Gray, ok. Rồi, thì BF lắp cho Gray luôn. Ok. Đi này. Ờ, lúc đầu mình đánh thua á. Lúc đầu mình đánh thua được thì đẹp. Mình kiểu mình đi chợ mình nhặt đủ đồ luôn. Cho Jin về nó carry tạm, xong rồi về sau mình đổi sang Saya carry chẳng hạn. Đấy là, đây là mình đang muốn hướng tới bài chinh phạt nhá. Đấy là, tức là mình đang chọn bài luôn á. Mình đang chọn bài để chơi luôn đấy. Chứ không phải là mình đánh flex. Không lắp huyết kiếm à anh? Huyết kiếm thì về sau con Nila có thể cầm nhưng mà... em lắp được, lắp thẳng cái huyết kiếm đi. Lắp thẳng huyết kiếm đi. Sao luôn. Định cho con Nila ấy anh. Ờ, đấy, thế thì em bán cát đi, tên này có thể mình thắng đấy. Form này thì lại khỏe. Bán cát Cassiopeia đi. Check qua đi, rồi. Check qua xem có thằng nào đánh chinh phạt không. Tí nữa, chờ hết tên này được. Thầy đánh Dinh này. Thầy không ăn được mình. Chắc chắn rồi. Thầy pit over này. Không anh ạ. Trông thì có vẻ là không. Không, thằng này có thể đánh này. Cái thằng banh ra em gì đấy. Nó có thể đánh đấy. Đồ nó khá đẹp đấy. Đi chợ thì mình nhặt cung, nhặt BF, nhặt găng. Xẻng thì có thể biến được chinh phạt. Cung BF này, găng này. Thì găng đi, găng có nhiều tiền. Rồi, bây giờ mình tranh thủ mình check bài một tí nào. Surima bây giờ thì phải đánh từ 4 cho đến 6 Surima mới khỏe. Surima không đánh flex như bản trước được, bởi vì bây giờ hai Surima yếu lắm. Với cả là bây giờ bài Surima thì cũng sẽ không kẹp siêu cô đấy nhá mọi người. Rồi Jin 2 ngon. Em bán Queen đi thôi. Đặt Queen này lên 2 cấp giữ chuỗi anh. Cho này vào. Em bán Queen đi, xong em bắt con Samira 2, em cho Samira 2 vào chứ. Bán Queen. Bán Queen này, bắt 3 Samira này, rồi up level này. Up 2 lần luôn. Đấy. Ok, đấy, đúng rồi, đẩy con Dinh lên kia. Bán con này vào. Bán con Queen đi thôi. À, đẹp chưa anh? Ừ, thế này thì cũng tạm được. Bán Queen là 30 tiền. Ok. Đây này,
thằng này có thể nó sẽ chơi tranh bài của mình ở đấy. Em nhìn thấy chưa, bên tay trái nó đang bắt toàn tướng Ionia ấy, có thể nó đang định chơi tranh một bài chinh phạt này. Thằng này lúc em để đầu... máu luôn, em để nó máu luôn, cho đi luôn. Đúng rồi, nguyên sáng. Rồi bố mày. Trận này thì được cái mình giàu hơn nó hẳn rồi, em nhìn thấy chưa? Nó level 4 mà nó có 20 tiền, mình level 5 nhưng mình có tất 30 tiền. Nhanh nhở? À mình có cái này mà. Đúng rồi. Ờ bắt thôi, bắt thôi. Trận này chắc là mình sẽ không đánh được Jin 3 nữa bởi vì mình đã lựa chọn là up level rồi á. Nên là Jin mình... 3 có khỏe không anh? Jin 3 khỏe, khỏe luôn. Còn Jin 3 về sau ấy, chẳng hạn như gặp mấy con như kiểu cho gát tanh hay là gì ấy, bắn một phát là đi hơn nửa cây luôn. Khỏe lắm. Tầm 3.000 dam trong một phát ulti. Ơ thế mình có bán không anh? Không, không, không. Thắng hay thua thì mình đều không bán hết. Mình giữ nó lại. Tại thế anh? Bởi vì vẫn có cơ hội lên ấy, em hiểu không? À. Thế bài này mình sẽ luôn. Jin 3 là con này vẫn khỏe à? Ừ. Đánh chinh phạt thì Jin 3 khỏe. Ôi này hết rồi. Free win mày mày. Kệ, chấp nhận lỗ một tiền. Chứng tỏ là mình cũng nhiều tiền đấy chứ. Mình giàu mà, mình lấy cái lõi một mình giàu giàu mà. Mình lấy những lõi kia đánh nhau khỏe hơn nhưng mà mình lấy lõi một này thì mình giàu. Mình đang dép bằng một form rất là linh hoạt luôn đấy. Kiểu hệ tập nó cũng trông nó hơi thối á nhưng mà nó vẫn ok. Rồi có Irelia này, giữ con Ire lại. Rồi em xếp bài dép thôi. Thì ra cục tiền 50 tiền là đẹp anh ạ. Em có thể thay con Ire cho con Dinh cũng được. À thôi chả cần đâu, đang kích pháo ngon. Con Saya bản này đúng rác, khỏe quá. Con Saya cầm chùy xuyên phá, nắm đấm xong rồi thêm một cái diệt nữa. Ush, hoặc 2 BF nữa. Cứ bắn cái chết mớ. Ui dồi ôi. Chết rồi, trả đồ hơi xấu. Rồi, Darius đã dùng được. Không sao, không sao. Darius cũng được hả anh? Ờ, không sao, không sao, không sao. Giải quyết được đồ rồi em ạ, mình có được hay một. Còn mẹ Darius chinh phạt mà nhỉ? Không sao. Lên cấp rồi nhỉ anh nhỉ? Thôi mình lên cấp từ từ thôi. Để xem là có nhà nào khỏe không thì mình lên cấp hẳn thôi. Đấy, rồi xem có nhà nào khỏe không. Mấy nhà dấu ích ấy. Nhà này bình, tạm được này. Nhà này yếu này. Nhà này bình thường này. Nhà này bình thường này. Cũng yếu. Ờ, cái nhà dưới cùng anh xem lại cái thằng mèo Cero nè. Vậy em check bài mèo Cero, mèo Cero ấy. Bài nào khi phải up level mới thắng nữa cho Irelia. Nó hồn đổ hũ rồi anh ơi. Up đi em ơi, cho con Irelia vào em ơi. Nó không kịp à? Không kịp à? Ok à, thế thôi. Sao? Lên level 6 luôn. Em lắp cái cuồng đao luôn cho con Jin. Lắp cuồng đao cho con Jin. Jin, giờ hin. Đấy, đúng rồi, lắp luôn. Ok, cho Neko cầm thêm một cái kháng phép vào. Ui, không ăn được nó rồi. Đúng rồi, bài này phải lên level ấy. Mình phải thêm một con tanh nữa mình mới ăn được. Kìa. Ui à. À, không sao. Lần sau free lên 6 rồi. em roll lõi 1, lõi 3 đi. Thôi đành phải lấy lõi 2 thôi, lấy lõi 2 đi. Lõi 2 cũng được. Ok, cho con Ire vào thôi. Rồi, ok, tạm ổn. Bán Queen đi roll nhanh cái em nào. Ồ, Jin 2 lấy tạm đi. Ok, được. Mình đang cần một con như kiểu là con Sep hay là gì đấy để làm tanh ấy. Ionia đúng không anh? Ờ, với cả kích ở Ionia. Tên này thừa một cái gậy thì tí nữa mình sẽ tính là một cái gì đấy. Nó có thể, chắc là có thể là một cái quỷ thư con Ash để giảm heal chẳng hạn. Thì đồ còn lại thì mình sẽ làm một cái nắm đấm. Thì bài hay là chơi bài rác rồi. Chó lồ nó đủ 3 đồ luôn rồi anh ơi. Bum. Rác, rác. Bắn, Dinh, bắn đi. Rồi, ok, thắng rồi. Rác, bố mày. Ờ, Ad kìa. Rồi, Sezu kìa. Con Sezu đấy mình giữ lại, có gì mình còn có tanh. Rồi, up lại vào tí đi. Em bán hai con Samira. Ủa? Thừa đi. Như này được không anh? Như thế này vừa mất vô pháp lại vừa mất bắn tỉa. Như thế này thì mất thách đấu. Em thay lại như cũ đi. Đúng rồi, em bỏ Ire đi là được. Đấy. Samira vào sân thay cho con... À thôi được rồi, thế này đi.
Tiền này có tay. Em bán hai Samira lẻ đi này. Bán, thực ra em bán tất cả Samira được. Hóa khuẩn em để lại cho con Dinh đi. Ok. Như này có Firefox này. Ờ đúng rồi, đây là Firefox đẹp luôn. Trừ được tí giáp. Trong bối cảnh mình chưa có được cái cung xanh ấy thì như này ok, ổn. Ui mạnh chứ anh ơi, đùa. Ừ, có tí Firefox thế không? Ừ, em thấy mạnh đấy chứ. Mạnh mà. Bán Samira lẻ xong rồi tích tiền xong rồi tí mình lên level dần xong rồi mình ấy thôi. Tăng tăng thôi, bài khỏe rồi. Cần một cái cung. Nafiri hơi khó. Nếu như không có cung thì bách về đồ anh xem nào. Xem mình có thể lắp được cái gì nào. Khám phép đúng không? Mình có thể làm một cái thú tượng đúng không? Hoặc là nếu như có đai máu mình có thể làm quỷ thư. Đấy. Như vậy là mình nhặt giáp, cung, đai máu. Ba cái đấy là ngon nhất. Còn tất nhiên là không có nữa thì mình nhặt nốt cái VF vậy. Mà có giáp này. Giáp. Ờ ok. Ô. Thế VF đi. Ok. Ờ mình hơi nhiều đồ công chưa đồ thủ. Ờ đúng rồi, mình chưa có đồ thủ đâu. Đấy, ví dụ như bây giờ mà con set nữa thì mình vừa kích được Ionia, mình vừa kích được cả dũng sĩ thì mình sẽ có tank. Con Samira bỏ hết được rồi em ạ. Tất nhiên là nếu như em giữ thì có thể em xoay sang bài thách đấu được, nhưng mà đang muốn chơi một bài này thử đúng không? Cho con Zin. Vâng, đang muốn chơi trừng phạt anh ạ. Zin vào góc em ơi. Dinh ra ngoài. Ừ. Ok, tách tách dàn sau ra một tí cũng được. Để con các ma đỡ bắn trưởng. Ok. Đấy, như này mình tránh con Zaman đóng lồng luôn. Bài này mình giết được con đam. Ừ, mình giết được con đam chính của nó rồi. Con Gray luôn rồi, giết đam chính rồi. Firefox. Ui, nó còn không làm cho con Gray xuống máu được kìa. Bây giờ mới xuống. Lắp đồ, lại còn sẽ lắp đồ trộm nữa. À, lau cá thật. Bẩn ác. Rồi, lên dần thôi. Tuần sau đánh quái là mình lên level 7. Mình sẽ roll trong tuần quái một tí. Để mình kiếm tướng. Quên mất kháng phép thì cứ cho tạm một Seju đi em. Để lấy một tí tanh. Ôi, con kêu ba, hai cuồng đao một đại bác, ác chiến. Bài này nó còn phải roll cả Poppy 3 cơ, thằng này còn roll nữa. Nó còn chưa lên được level. Ăn rồi anh ơi. Ăn chứ, ăn cả người luôn này. Ăn cả người luôn. Thịt ngọt đét. Con Gray mình cầm đồ hộ đang điếm phết đúng không? Tác dụng phết đấy chứ. Nãy giờ con Gray gánh, toàn gánh Gray gánh không. Darius này, bắt 4 tiền lại roll tí đi. Bắt một con 4 tiền tăng tỷ lệ. Fira bắt tạm cho vào đi. Bắt một con Zin thừa kìa. Zin thừa kìa. Ok. Bắt một con Warwick không? Thay cho con Zin Nick không? Lấy tạm một thách đấu này, vẫn kích được đấy. Ok. Bây giờ mình bán Zin Nick, bán Azir, bán Silco, mình roll thêm cái nữa. Roll. Add kìa. Ok, bắt tạm add đi. Nhỏ tới sau mình sẽ roll rất là nhiều nhá. Bán con Gray lẻ đi em ơi, đỡ bị lộn. Sặc ra toàn đô đam luôn, mẹ. Bán con dây được rồi, ok. Ôi, Fiora Zin kìa. Sặc, sao giống nó muốn đánh mình đánh thách đấu thế. Rồi, roll đi. Roll tiếp. Ui rồi. Ôi rồi. Sai ai kìa em ơi. Em muốn đánh, bây giờ em muốn đánh cái gì thôi. Em muốn đánh thách đấu thì cũng được. Nhưng mà em đánh kẹp sai. Kẹp 2 con nữa anh. Cứ bắt cho nó lên đi. Bắt Fiora luôn, bắt Sai luôn. Roll tiếp. Án 2 này, ok. Roll tí nữa. Bán con Gray đi em. Xét kìa, em ở Nila này. Rồi em bán con Gray đi. Em cho tạm 3 đồ vào con Fira đi. Fira hết đi. Nó đang 4 tiền 2 sao, nó đang gánh được. Ôi nó nhảy rồi. Rồi em bán con Mordor đi, mua Nautilus đi. Bán Mordor luôn, ok.
Đó, Ferran nó sẽ gánh tạm mình đoạn này. Nếu như em thích đánh thách đấu thì em bắt Nam Fury xong xoay lại được rồi, nhưng mà mình cứ đánh bài chinh phạt đi cho khỏe. À cho nó thử một ván. Đấy. Ủa? Đoạn 1 luôn. Lấy luôn không cần phải nghĩ em. Sinh lực. Rồi, ok, bắt con đấy. Ui giời. Rồi, bắt con luôn. À, Ron em ơi. Darius 2, ok. Được rồi, có vẻ là ổn rồi đấy em ơi. Mình thay con Warwick. À mình thay con Echo chứ, nhầm. Echo này, và Darius thay cho con Sezu này. Ok. Đúng chưa nhỉ? Đây ạ. Trinh phạt này. Đúng rồi, con Nautilus vào đi. Nautilus vào, bỏ con Sezu đi em. Ok, được rồi. Thế này đi, bán con Sezu, bán con Ire đi. Trận này thì mình không cần con Sezu để trừ giáp, bởi vì mình đánh bằng con Seiya thì... Con này cũng trinh phạt này anh ơi. Thì có, anh đang bảo giữ nó lại đấy. Có gì mình sẽ thay cho con Ash ấy. Đấy, lý do mình không dùng con Sezu ấy. Bán Sezu với Echo đi đủ 30 tiền đấy. Đấy, thay luôn được. Thì em lắp được cái huyết kiếm luôn. Hai huyết kiếm cũng ok. Đấy, bây giờ mình cần phải lấy đồ với con Seiya này. Trận này thì có thể là mình phải tanh bằng hai găng rồi. Nghe có vẻ là mình bị thiếu đồ tanh quá rồi. Ủa con thử hin khỏe phết anh ạ. Đùa. Đánh được. Thắng được mà. Ui à, thế mà thua. Tui thật. Lại roll tí nữa đi, xong up level sau em ơi. Roll tí nữa. Roll tí đi. Nautilus bắt đạn đi. Ok. Roll xuống 40 đi em. Set kìa. Đủ Ionia rồi, thay set cho Nautilus đi. Đấy, ok. Thì bài này em có thể cho con Nila vào thay con kia. Từ từ. Bây giờ mình cứ lắp một cái anh nghĩ là lắp trước một cái BF lên người của con Seiya đi cho nó có đam. Con Darius em xào luôn cái hai găng đi cho nó có tanh. Con Darius trinh phạt. Đúng rồi, bạn ơi. Ok, nó ra đồ gì thì nó cũng là trinh phạt và nó cũng là tanh thôi. Uf. Đau. Thắng thì mình bán mình bán hai con át đi em, bán hai con át thừa đi. Bởi vì trận này chắc là mình không có 6 trinh phạt rồi, mình đánh bằng 4 trinh phạt kẹp dũng sĩ thôi. Từ rồi bán Nautilus là lòng hơi đau đấy nhá. Ô Nila cung đấy, ngon. Nila cung thì ngon, ok. Nhưng mà mình đi chợ cuối. Ở nhà mình còn thừa đồ gì nhở? Gậy đúng không? Vâng. Gậy và kháng phép. Có cung này anh. Ơi. Ơ. Con này chôn à? Con này chôn thật rồi em ơi. Thôi, có Fira 2 rồi, up level đi em ạ. Up level dần thôi. Đấy, rồi ok, qua quái thì mình sẽ up lên level xong rồi mình thay vào cái form 4 dũng sĩ với cả 4 con. Từ từ cứ để tạm Fira nó đang gánh á. Đang bị 3 dũng sĩ rồi anh ạ. Được, bây giờ mình 3 dũng sĩ thì lên level mình có 4 dũng sĩ. Lên level thì mình có 4 dũng sĩ này, xong mình bỏ Fira ra, rồi mình lắp đồ lại cho mấy con đằng sau. Rồi có thể là mình kẹp tí nữa mình bỏ Ash đi, xong rồi mình kẹp thêm hiệu ứng vào như kiểu kiếm được Aatrox thì ngon quá, còn nếu không thì mình có thể kẹp Heimerdinger chẳng hạn. Đấy, nói chung là lên level rồi thì thoải mái. Bởi vì bài này mình roll 7 thì không còn nghĩa lý gì nữa khi mà mình đã lên được form đấy. Bắn chết con này luôn này. Đó, một phát chết luôn, bài rác cái gì mà rác. Biết rác chưa? Biết em nhím 3 roll lên Viola 2 mặc dù không muốn chơi chưa? Chứng tỏ là bài thách đấu đang độ em thấy không? Em mà đánh thách đấu ván này top 1 easy rồi. Dễ quá anh ơi. Rồi, ok, rồi dễ mình cũng phải nhận thôi, biết sao giờ. Bắt con Sante lại up level dần. Nhớ tuần sau mình có con Sen thì có thể mình tính đến phương án hai căn trường. Thực ra anh cũng không nghĩ đến hai căn trường đâu. Bởi 4 dũng sĩ là đép khỏe nhất rồi. Ở meta này cứ 4 dũng sĩ là khỏe nhất rồi. Chưa kể nó boost cho con Darius của mình khỏe nữa. Quên, chưa lắp diệt à? Chưa. Chưa, lắp đi. Rồi em để con Ash sang góc luôn. Ok. Mày này ok này. Tự dưng con Fiora 2 cầm đồ chém chiến vãi.
Chém hết luôn đi chứ. Thế này là carry bằng trinh phạt hay là carry bằng thách đấu vậy? Thật chứ lên level 8 anh cũng đang nghĩ đến trường hợp là em chỉ kèm thêm hệ con Nautilus là thôi, em còn chả cần phải bán con Fira đi ấy. Fira đang giá trị quá. Đấy. Bán quậy sa... đồ tanh đẹp này, đánh quái vai cả biểu. Thôi, mình bán Sate thôi, chả cần nữa đâu em ơi. Lên level kẹp Nautilus xong rồi mình roll dàn dũng sĩ của mình 2 sao rồi, ok à. Cho nên em kẹp Fira đến hết game vẫn được nhá, không có vấn đề gì nhá. Mặc dù nó hơi lỗ lõi. Tất nhiên là nếu lên Nila 2 với Saya 2 thì em nên đổi. Cái lõi đánh cắp sinh lực đấy mạnh lắm, kết hợp cùng với cả dũng sĩ ấy, thì bài mình siêu tanh. Thậm chí là lên level 9 ấy, thì mình có thể kẹp đồ được này, móng vuốt Serac cho Nila này, đẹp này. Rồi up level em ơi, cho Nautilus vào, lên luôn. Roll đi, roll lấy 2 sao đi. Ám tới mày, con Rai gì nhở? Không thì check rồi sẽ bỏ qua. Rồi xong rồi. Không sao sao, Ronnie, Ronnie kệ thôi. Cứ roll thôi. Chốc kìa, chốc thay cho con Seth tại không thay con Nautilus, đúng rồi. Ok, thôi bây giờ mình bán Mordor này. Bán hai con Mordor đi. Em vừa bán Nautilus lại em bán nhầm rồi đấy. Rồi ok, bắt con Nasus lại đi. Bắt con Nasus, bán Fiora. Bán con Fiora ở góc. À, vừa đấy là để 6 dũng sĩ à anh? Thì mình lên, mình tính mình lên tiếp thôi. Bây giờ mình cũng khỏe rồi. Bây giờ nói chung là mình vẫn cần phải roll, tất nhiên là chưa lên level. Bởi vì mình cần Saya 2, rồi Nila 2 các thứ ấy. Bán Fiora cho tròn tiền em ơi, roll. Thì mình cũng không đánh Fiora mà. Rồi, tới này mình cố gắng lên được con Saya 2 với Nila 2 này, thay con Ad này, xong vào lắp huyết kiếm móng vuốt Sterak này, roll đi. Fiora ám tới. Bắt tạm Zavan đúng không? Ôi. Ê, hay bắt Fiora đi, trận này không ai chơi, mình đánh Fiora 3 kẹp Pro Build. Vết không cần nữa. Ari không cần nữa. Rồi, Saya 2, Nila 2 rồi. Nila thay cho con Ash. Rồi, bán cái đe đi. Bán cái đe đi, bán cái đe rèn đi. Em lấy một cái cung đi. Cung, làm cung xanh. Cho con Saya luôn. Cung xanh là cái gì? À đây cung, à? Cung với cả găng, ừ. Rồi, móng vuốt Sterak là cái BF cộng với cả cái... Đấy đúng rồi. Đấy, cho Nila. Nila. Thôi chết mẹ tôi rồi. À, chết con. Bà con Darius lẻ đi em ơi. Bắt con Seth. Ôi, okay. Em nghe anh hét mất cả mic luôn đấy. Tròn điên. Nila bây giờ không có đồ rồi, học rồi, thế phải bán đồ con kia cho con Nila. Bây giờ bỏ Fiora thì kẹp cái gì để tính lúc nào? Bỏ Fiora, kẹp Sezu, kẹp Nautilus, chưa có gì cả, chưa có gì để kẹp cả. Fiora dùng tạm, vẫn đang ổn nhưng Nila... Còn đồ lẻ này anh ơi, lỏ set. Lỏ set thì lắp đi em ạ, lắp tạm cho con ấy chốc được. Đồ đấy cũng lỏ mà. Buồn cười mà. Hãy đi rồi. Chưa đi đâu, nó có Zing 3 em ơi. Có Zing 3 em ơi. Zing 3. Zing 3 em ơi. Zing 3. Ôi. Zing 3 hồi máu kìa. Chết. Zing 3. Đấy. Con Zin về sau nó kinh lắm. Nói chung là dàn tanh mình đủ cứng ấy thì con Zin nó kinh lắm. Zin nó gây nhiều đam, có nhất team này không? Aatrox ấn quân sư à? Thì kẹp Zavan cũng được. Còn nếu không thì nhặt lại một cái móng vuốt Sterak vậy. Chốc thì ngon nhất rồi nhưng mà còn nó hot quá. Mất vòng boss Serac luôn à? Thế thì nhặt chỉ xuyên phá cũng được. Nhặt Hammer cũng được. Nhặt Hammer kìa, Hammer đi. Hammer cầm nắm đấm đi, ok. Rồi ok, tên này đẹp này. Tên này mình form bài luôn này. Bắt Darius với cả... Bắt Nasus, không cần bắt Darius đâu. Em bán Fiora đi. Bán luôn đi. Rồi ok, thay Hammerdinger vào cho con Warwick. Ok, kéo Hammer xuống dưới đi. Rồi, em đưa cho con Nila cầm đấy, có 3 đồ ấy, đưa một nắm đấm cho Jin, còn lại 3 đồ đưa Nila. Ok, bán 2 Fiora lẻ đi.
Ok, tuần sau mình sẽ roll để lấy 3 cái nâng cấp tự động sửa chữa cho con Hammerdinger. Bài này mình chỉ cần tanh ở dàn trên đủ cứng thôi. Hàng ngày 20 số cũng không khỏe lắm. Chưa cao lắm. Là sao nó cũng khỏe anh ạ? Ờ, nó có con dây 3 kìa em. Thằng này nó khỏe nhờ con dây 3 ấy. Khỏe. Bán áp gì rồi em ạ? Chả có ấn chinh phạt thì bán đi. Đồ này thực ra thì cũng không phải là đần lắm. Thôi thì cũng được. Dẫu gì nó cũng là một cái BF với một cái đai máu. Cũng được. Nhìn. Oh, không cần phải hoa vàng nha. Roll đi em ơi. Roll lấy tự động sửa chữa. À, Nautilus anh quên mất, sorry. À, không kích cơ khí à. Mà tự động sửa chữa này. Ok, roll tiếp đi. À, không, mô đun không cần. Roll tiếp đi. À, không cần. Bỏ máy hoa vàng. Ờ, anh chớp. Ok, roll tiếp đi. Ờ, không kích rồi này, ok đẹp rồi, không kích luôn, à không kích à, không kích chắc không cần nhở, không kích có cái giảm heal tí mình nhặt vào đồ giảm heal vào được rồi đấy. Tuần này thì tí nữa ấy, mình mục tiêu của mình giữ con Nautilus là để mình, mà thôi bây giờ cũng chả cần Nautilus đâu, bán đi, bán Nautilus bán Vuvix đi được rồi em ạ, không cần đâu, form đẹp rồi, form đẹp lắm ấy. Rồi, lên level mình phải bỏ một con một con dũng sĩ ra, à một con hammer ra thì mình mới để được 6 dũng sĩ. Nhưng mà anh nghĩ là con hammer bây giờ nó ngon rồi. Bài như này là cũng đủ đánh top 1 rồi. Ờ mình bài đủ top 1 rồi ạ. Ờ bài này đủ đánh top 1. Thì bây giờ em nâng cấp thì em lên được Aatrox 2, Set 2, Hammerdinger 2 đúng không? Là ok rồi, form em đẹp rồi. Bởi vì dàn 4 tiền của em 2 sao hết rồi. Em nên tách con hammer với cả con Saya ra thì nó sẽ không bị ăn choáng AoE. Đấy, có thể là em sẽ đẩy con Saya sát một góc, con Jin sát một góc, rồi con Nila em để ở tầm giữa, rồi con Nila là tay ngắn mà. À, con Nila chạy lên với là né né đúng không anh? Ờ. Đấy, thì con Hammer với ụ súng của nó ở giữa, còn à ụ súng thì ở sửa chữa nhầm. Rồi mình có một cái Neko rồi, có gì mình làm được con Set 2 ôm tự lên rồi. Rồi đập cái Dezen xem nào. Anh nghĩ là nên lấy một cái huyết kiếm nữa cho con Aatrox. Rồi, ok. Rồi, chắc là mình lên level rồi. Bài này mình roll ở đây cũng được. Roll lấy 3 sửa chữa cũng được, nhưng mà anh không biết là bao giờ nó mới ra. Ờ, em nên cô tạm một con Darius đi. Em bán đi, lấy 49 tiền. Thế rồi quên vẫn chưa đổi rồi anh ơi. À, ờ, không sao, lỡ rồi thôi. Thì để như này thì nó cũng có ưu điểm là con Saya nó sẽ trừ giáp cho con Jin bắn. Nhưng mà để sang bên kia đánh cùng cánh với Nila thì tốt hơn. Bởi vì con Nila là con cần trừ giáp hơn. Còn con Jin thì đam nó bắn cứ ulti kiểu gì cũng chết người rồi đấy. Wow, cũng đủ rồi. Cái chốc có huyết kiếm ơi. Cái chốc có huyết kiếm em ơi, khỏe đấy. À chốc có huyết kiếm. À chốc có huyết kiếm. Đó, okay. Mình cần 3 cái tự động sửa chữa. Và một khi mà có 3 tự động sửa chữa thì em để một mình cái con ụ súng này nó cover một bên thôi. Đấy, cái thứ hai đi. Rồi em để một mình nó một bên thôi. Để một mình nó bên phải đi, che cho con Darius đi. Đừng để nó giữa. Con Aatrox thì phải chết trước. Như này đúng không? Đúng rồi, như này. Bài chính là form như này. Đấy, con Nila thì kiểu đứng nghếch nghếch lên một tí bên tay trái con Saya chẳng hạn. Để nó đi bộ thẳng lên chỗ con Aatrox bên trái luôn. Đỡ một bước đi bộ. Đấy, như này nhá. Như này anh. Ừ, đấy. Xong rồi nó đi bộ lên nó sẽ ăn được cái nội tại của con Aatrox. Xong rồi con Nila này sẽ quạt kiểu bất tử ấy, khỏe. Ui, bài này thì đi. Bài này thì bắn vào cái ụ súng hơi mất thời gian. Nhưng mà con tơ này thì không có con nào đam vào con kia rồi. Tơ này không có con nào đam vào con này rồi. Đâu rồi, quên trâu phết đấy chứ. Rồi, nó bắn vào ụ súng kìa. Em nhìn thấy chưa? Bắn nó ụ súng hết thời gian luôn. Rất đẹp. Ừ. Đấy, có rác đâu đúng không? Bài mình mới rác chứ, bài nó rác cái gì? Bài nó mình mới rác chứ bài nó đâu có rác đâu. Đấy, mình up level tăng tăng lên level 9 thôi, mình kiếm một cái nâng cấp tự động sửa chữa nữa, mình vứt cho con đấy thôi. Ui, không có rồi. Đã roll thì roll tiếp đi được, chả sợ. Đấy, thế cho nó full đi.
lên cấp với con nào nhỉ anh nhỉ? Lên cấp thì bây giờ mình chưa, mình flex. Lên cấp thì có con gì 5 tiền, con ngon thì mình vứt vào. Ví dụ như là con Gangplank vừa rồi cũng là một con ngon. Nhưng mà vừa nãy mình chưa cần bắt nó vội. Bởi vì nếu như dùng Gangplank thì em lại phải thay con Nasus thành con Nautilus. Em vừa lấy CC mà em lại kích được Bill Water cho con Vila tăng này anh ơi. Ừ, thằng này lên level 9 rồi, Ari 2 rồi, nó phải khỏe chứ. Clear được 2 con nữa không? Không kịp. Lên được trưởng thì clear được 2 con. Ô, à, của mình... em thằng này. Ờ, Hammer 2 kìa. Hammer 2 có giáp máu luôn đấy. Ui, ấn trinh phạt thì có 6. Thôi Hammer đi. Hammer 2 thì đánh giữ máu đi. Đấy, đấy, ấn trinh phạt liều quá. Thằng kia có ấn phù thủy nó 8 phù thủy rồi. Thằng đấy nó hơi vô đối đấy. Bây giờ thì ở cho nay search cũng được. Rồi chắc mình vẽ mình tốn nhiều tiền để up 9 quá nhở. Nếu không thì anh sẽ bảo em roll luôn để kiếm xe A3. Thôi lỡ rồi lên đi. Bởi vì sau tân quái kiểu gì mình cũng lên level 9 thôi. Kẹp cái gì vào thì mình kẹp. Em đổi Jin với xe A thử một bên phát nào. Đổi bên Jin xe A phát đi. Xem nó có khác biệt không. Thỉnh thoảng mình đổi bên thử cái xem nó có gì đặc biệt không. Hammer 2 ném stun lâu. Thực ra thì nhặt ấn trinh phạt xong rồi đưa cho con A-Shop thì cũng là một ý. Xong rồi lên level thì mình kẹp thêm hệ thôi. Đấy, con này thắng rồi này. Đấy, đổi bên đấy. Đổi bên kiểu linh tinh thôi, nhiều khi nó lại đem lại hiệu quả ấy. Vâng. Oh man. Dễ thế nhỏ. Rồi qua thân quái thì mình up level 9. Rồi mình kẹp thêm anh nghĩ là một con Sion khá là đẹp. Một con Sion thì vừa mà nó bị hút mana xong rồi nó đâm vào dàn sau lấy CC cũng được. Hoặc là con Zavan. Con Zavan khá là ok. Mà phát choáng AOE. Thì nói chung là lên level 9 thì mình kẹp hiệu ứng. Cơ bản là như vậy. Con này trông giống con này mà không phải no search nhỉ anh nhỉ? Đưa thật. Con đây trước đấy không phải no search. Ôi nó vừa đổi con Gangplank vào anh ạ. Nó ăn Gangplank ấn phù thủy. Ôi Gangplank ấn phù thủy nhiều đam lắm đấy. Ui cha cha. Khỏe hơn rõ luôn. Rồi sao mình lên level 9 rồi, thoải mái. Em bắt tạo con Mordor vào cũng được. Thì em có thể kẹp được thêm đồ tể cho con A-Shop. Sau này lên cấp luôn đúng không anh? Sau này lên luôn. Anh nghĩ là nếu tên này có một cái vuốt rồng ấy thì lấy một cái vuốt rồng. Mà vuốt rồng cho con Jin cũng được, hoặc cho đây chốc cũng được. Vuốt rồng cho con Jin này ấy ạ? Thì nó sống lâu, nó bắn hồi máu kinh lắm. Nhưng mà cho đây chốc cũng được. Ê, chốc, anh ơi, chốc. Có ấy đồ này. Ôi, thôi xong rồi. Ok, mình up level nào. Rồi, mình roll đi. Mình sẽ bắt tạm đi. Anh banh cho tạm vào định được. Roll đi. Thực ra bài bên kia thì nó không có nhiều kháng hiệu ứng ấy. Bán hai con này search roll tiếp ấy. Cứ roll thôi. Rồi ok. Rồi bán đe rèn đi. Bán đe rèn xem được cái gì. Từ từ nhá. Cái dây dục tội dành cho con này search là đẹp nhất. Rồi giảm đam AOE. Ê có gỡ đồ này. Có cho con nị. Cái móng bút Steroid á. Vâng. Rồi, bây giờ dùng thôi. Bây giờ mình không dư đồ. Em có thể gỡ cái đấy em cho con A-Choc cũng được. Thì đây này, những lúc nó hồi sinh lại nhanh nó cân hết luôn này. A-Choc 2 mà, cũng được. Em gỡ cái móng bút Steroid ra, em kiếm một đồ khác cho con Saya. Nhưng bây giờ bởi vì con Saya nó đang cầm cái móng bút ấy, nên là nó đang chịu thêm được 1-2 turn bổ ấy. Nên là nó mới không chết. Em bắt Mordor lại đi, Mordor. Đúng rồi, em thay con Gangplank đi. Nơi chốc vừa nãy mình toàn sống bên cuối không à? Roll đi. Thôi bỏ đi. Bỏ luôn. Nói chung là lobby là bỏ luôn, roll tiếp. Rồi, em rút đồ ra nào. Rút đồ con Saya ra. Đưa móng vuốt Steyrug cho con móng vuốt Steyrug em đưa cho con ấy chốc. Rồi, hai đồ kia em chưa Saya bắn được bao nhiêu thì bắn. Tại vì gặp bọn pháp sư ấy chết nhanh quá. Em mua Mordor lại. Ngoài roll nốt đi, được thì được, không được thì thôi. Ông đánh với bài này thì cũng hơi khó.
Tơ này thì hy vọng là con A-Shop của mình nó sống cuối nó MVP thôi. Clear dàn tanh lẹ lên. Rồi, ok, trông thắng rồi đấy. Ô thắng rồi này. Ừ, thắng. Ui luôn đâu vãi cả lì. Ảo thế nhờ.